Felix xin chào mọi người nha. Felix đang đứng trước ga Hà Nội và hôm nay thì mình sẽ đi cái tour tàu từ ga Hà Nội sang ga Gia Lâm và ga Long Biên sang ga Gia Lâm để tham gia cái lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023. Và cái lễ hội này thì diễn ra từ ngày 17 đến ngày 26 tháng 11 nha cả nhà. Đây mình vừa mua hai vé đi về, một cả tránh xã nữa. Không biết là đường tàu của mình sẽ đi ra hướng nào. Chắc là đi theo hướng mua vé. Đây mình vừa mua vé phía này. Chắc là ra đây luôn này. Mình sẽ chờ anh xã nha. Ok, tàu sắp khởi hành rồi. Đây là khu vực bán vé này. Và mỗi một cái chỗ vị trí là một cái khu vực bán vé đi các tỉnh khác nhau. Và mình vừa mua vé kia. Và đi muộn rồi. Đây là cái sảnh chờ tàu của bên này mua vé này, mình vừa mua vé mà đã sắp hết ạ. Có vé vào tàu đi em ơi. Đã. Đi lên trên ạ. Cái tàu này chuẩn bị đi đâu đây cô? À vâng. Vâng, cháu muốn hỏi trước đấy ạ. Vâng. Ra tàu cái là các mình chưa vào trong này bao giờ đâu. Chắc là có rất nhiều đường ray khác nhau. LH5 ở đâu? LH5 ở đâu đây bạn ơi? Là số 7. Đường lối ra Lê Duẩn. Đây này Lê. Thế chắc là LB đấy, thôi xuống LB đi. Xuống dưới hỏi. Các con đi không? Con đi ở cô cũng thế mà, thế cái xuống đây thì nó có cái biển như kìa. Cái tàu kia nó có dán cái chữ ấy. Vừa bạn là lối thêm 2 toa mà vẫn còn còn không đủ vé. Số 4. Có cái tàu này đúng không ạ? Cho ta số 7 là trên đi dưới ạ. Ngồi mềm điều hòa. Cô ơi, toa 7 đâu ạ? Vào luôn cửa này ạ. Dạ vâng ạ. Đây là phía mặt sau nhà ga này mọi người. Ôi trời ơi, biết thế thì vừa lên từ kia đi xuống đây phải nhanh hơn không? Lại đi vòng đằng kia. Ôi. Tòa thứ 7, tàu cuối cùng luôn. Ở trên tờ to mấy ạ? Cách đây 3-4 xe ạ. À vâng. Ở chương trình văn nghệ. Ờ, ra hành nha. Ra hành mình đi để trải nghiệm mà. Đi xem ca nhạc. Đi xem ca nhạc. Nghĩa là được đi lại à? Không biết xem trên mạng thì là đi bộ quay đầu cũng hơi lâu đấy. Đi, mình đi trải nghiệm mà. À, thế cái tàu này nó sẽ chạy chậm hơn tàu bình thường hả chị? Hay là... Vâng ạ, sẽ chạy chậm hơn. À, vâng. Chị ơi, đi xem cái nhà. Bác Vân ơi,
Đây, bên đường tàu được làm sạch sẽ này, trồng hoa này, vì mình xem mấy cái thông tin mà Sài Gòn bây giờ. Một giờ 20 xuất phát thì không biết là xuống chỗ mấy nơi thì là hết bao nhiêu thời gian nhỉ? Trước hiện xuất theo đường ô tô cũng đi theo đường như thế này thì hết tầm 17 phút. Ga Hà Nội 13 km/h, 13:20 xuất bến. Vừa đi qua phố Đông Tàu, qua phố Đông Tàu bên này không quay rồi. À đây là khu phố Lê Duẩn không? Còn đây là phố Đông Tàu Lê Duẩn. Chỗ nữa, đường này mình không biết, mình xa sạt luôn. Lát nữa sẽ đến phố Đông Tàu, phường Hưng mới đẹp. Chỗ này phố Đông Tàu nào đây? Cái phố Đông Tàu phố Hưng chưa? Vừa lấy phố hôm trước mình ở đấy, phố này là phố đang chặn này, phố này là không cho ai vào này, sát luôn, cửa kính của tàu nó hơi bẩn, mình vừa chạy ra ngoài mình lau mới được có một lượt thì tàu nổ máy là mình sợ quá mình chạy luôn, nếu mà lau thêm một lần nữa thì cửa kính sẽ trắng sáng hơn, quay rõ hơn. Phùng Hưng sắp đến phố Bích Họa Phùng Hưng, không biết là có đi qua nhìn thế nào. Lâu lắm rồi mình có trải nghiệm đi tàu nha mọi người. Tốc độ tàu ngày hôm nay thì sẽ chạy chậm hơn một chút. Long Biên 20 km/h. Ga Long Biên, để chuẩn bị đến ga Long Biên rồi. 13:25 đến ga Long Biên. Phố Phùng Hưng bắt đàn. Chắc là tàu sẽ dừng lại ở cái ga gì? Ở ga Long Biên. Có dừng không hay chỉ đi qua? Mới là phố Phùng Hưng. Trống đồng
Hình như đợt trước mình đi bộ mình quay qua đây rồi. Đây là phố Bích Họa nhé, chính xác đây mới là phố Bích Họa Phùng Hưng này, cổng chào này, giao ngã ba ngã tư ngã năm Phùng Hưng này, ngõ Hàng Cót này, gì nhỉ, phố Hàng gầm tàu này, phố Hàng Lược đó, đây giao cái ngõ này mọi người. Ra Long Biên à? Đúng rồi. Con nhìn thấy gì không? Đấy, chị cứ xuống đấy. Dừng mấy phút mà xuống à? 10 phút. Thật á? Họ bảo là dừng Ga Long Biên 10 phút đấy, mọi người có thể xuống tham quan. Chú ấy dừng đây 10 phút thật à? Thế mà chú dưới kia chú bảo 10 phút ạ. Sao bị dừng lại đấy hả chị? Ở Ga Long Biên ạ. Mọi người có thể tham quan Ga Long Biên. Dừng ở Ga Long Biên đúng không? Vâng. Ok, thế cái này là có đường đi qua không đây? Ai chà. Ai chà. Xinh quá. Xinh quá. À bác chụp ảnh à? Bác chụp ảnh thế thì dính cháu đằng sau rồi. Cháu tưởng bác đứng giữa cửa. Mình đang lên lên tòa phía trên thì tòa phía trên là bảo là có các bạn là sinh viên đang hát hò và diễn. Rất là dài từ toa thứ 7 toa cuối cùng để lên đầu tàu rất là xa luôn. Ghế trên này xịn hơn cái ghế toa tàu phía dưới mình ngồi. Ôi trên này mát lạnh. Mát lạnh. Ai? Ghế này này là ghế ngồi cầu vậy à? Sao lại có một cái toa ngồi vậy nhỉ? Dài ghê. Chắc đầu tàu gỗ đỗ ở toa Long Biên. Lên trên chưa bạn? Bạn lên trên chưa? Sắp đi chưa chú? Chạy rồi. Sắp chạy rồi. Có xuống ở đây không ạ anh? Là phố đi bộ nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây, anh quay mặt lại. Đấy, như em kia vệ sinh không? Quay mặt ra ngoài này. Đây á. Con mặt gần xấu ấy. Mình đang đi qua ga Long Biên nha mọi người. Phía trước mặt mình là cầu Trương Dương nha mọi người. Cái sắp là chuyện ấy, sắp không ra tiền đâu em. View nó mới ra tiền. Mình đến ga Gia Lâm rồi nè mọi người. Phải làm như TikTok bây giờ các bạn trẻ xem nó kiểu dạng nhanh chóng cơ. Còn chị làm cho kiểu bà già, dề già lắm. Chả lắm. Biết mà không biết làm sao. Rồi xuống đây, cảm ơn nha. Ông bà chơi đến 4 giờ tàu chạy tiếp ạ, 4 giờ chiều. Ông bà mua vé 2 chiều chưa ạ? Ừ, bà mua 2 chiều. Vâng, đây là 4 giờ chiều chạy, tàu chạy thì ông bà đến trước khoảng 10 phút là được ạ. Vâng. Bây giờ ông bà xuống này đi săn tham quan ạ. Vâng. Chú ơi, trong ga điên này à? Cái cửa ga chính là ga kia đúng không ạ? Có đi tham quan là đi đường nào ạ? Cũng đi đường đấy ạ. Vâng. Mình sẽ đi qua cửa nhà ga chính luôn.
phòng chỉ huy chạy tàu. Đây con tàu mình vừa đi sang này, 7 toa rất là dài luôn. Nhưng tàu bên này còn dài hơn nữa này. Một toa nằm chơi chọi đây. Ngắn thế. Ga Gia Lâm. Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023. Quân đâu rồi nhỉ? Không nhìn thấy quân. Chắc đi đường trong rồi. Gà Gia Lâm. Gà Gia Lâm. Cái cột thiết kế này họ để đây trưng bày. Có những biển bể sáng sáng. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội. Giờ tàu chạy. Thiết kế sáng tạo Hà Nội. Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội. Kế hoạch tàu chạy. Mã tàu. Nhà máy xe lửa Gia Lâm. Lễ hội thiết kế sáng tạo. Đây là sơ đồ của nhà máy xe lửa Gia Lâm các bạn ơi. Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023. Đây là mình đang ở lối vào này, bạn đang ở đây. Bắt đầu xe, đậu xe. Ga Gia Lâm bên này rồi, quầy thông tin. À nó trải dài trong đấy. Tháp nước phân xưởng. Nắng quá mình chụp ảnh rồi đó. Hòa xa đây thì thua xa Hòa xa bên ra Hòa bên Long Biên. Chứ lại có những cái đường này phải đường dây không? Đường dây nhãn thím này, đường bê tông. Rộng thanh thang bát ngát. Khu vực gửi xe ô tô. Em bỏ hoang. Ơ đây nhà bước rồi.
phân xưởng, cầu lăn chìm, phân xưởng vườn nhãn, con đường trải nghiệm, thác nước, trạm điện, hồ trường. Bạn đang ở đây rồi, mình đi thẳng tiếp. Bảng đồ ba. Hà Nội. Hà Nội. Thật muốn chụp ảnh. Gặp bên y tế hỗ trợ đây. Trong trường hợp bạn đi dài, đi bộ xa quá, lâu quá, mỏi chân, mệt mỏi, ngất xỉu hay là gì đó, có y tế sẵn sàng hỗ trợ. 200 kiến trúc sư, nhà sáng tạo, nghệ sĩ. Nước từ trường. Thủ đô ngàn năm dưới góc nhìn sáng tạo. Xuân phố ánh sáng. Tổ chức gì chưa? Mô hình đường dây. Thế trong này có gì không mình? Triển lãm phù, thủy phù của họa sĩ Trịnh Minh Tiến. Thủy phù. Tự vấn phù sinh. Trịnh Minh Tiến và họa sĩ Xuân Tiệp viết. Nhận dạng riêng của Tiến. Chất liệu là nhìn từ như vẻ kim loại. Ôi không được dẫm vào đấy đâu. À, không, mình ấy... kiểu này là vẽ trên mui ô tô. Mui xe.
ơi, mấy toa tàu lại còn dùng không ạ? Mấy toa tàu lại còn sử dụng không ạ? Toa tàu vẫn đang sử dụng. À thế là đẩy xong này lại chuyển ra ngoài đường dây à? Rồi, cái này là vào trong xưởng này để sửa chữa. Sửa chữa xong rồi phải mang đi vào xưởng. Nhưng mà đưa ra ngoài kia đưa hướng nào, lối nào ạ? Đường nào ạ? Nó rằng nó đứng đây mà chỉ à, cái này vận chuyển kéo lên à? Không, đang trong đường này nhưng mà thế cái phần dưới này có chạy không chú? Phần dưới chạy à? À gọi là cầu lăn. Di chuyển các cái cửa đấy ạ. À kia là các cái tàu bên trong đúng không chú? Những cái tàu đấy có sử dụng không ạ? Có. Vẫn sử dụng bình thường. Tất cả vào đây đều vào, một là đóng mới, hai là sửa chữa. Bảo dưỡng bảo trì. Bên trong này có một toa nó đang chạy ra sao ạ? Nghe tiếng ạ. Ôi chú vừa thấy cái nào đẩy nó ra. Cái trục trên đẩy ra. À cho xin phép. À thế cái toa trong kia là cái toa đào đào kia là gì? Toa đóng mới. Vừa cháu vào được đấy không? Không, khu vực không được. Để cho xin phép ra ngoài. Ở trong không có gì đâu, đi ra ngoài thôi. Cháu đi trước nha. Cháu đi trước, cháu ghi bà vào hình. Mình đi đây chưa? Lê La Cà Phê, 9:30, 11:00 ngày 22 tháng 11.
Xa Việt Nam. Đây ạ. Ừ, trông có vẻ ngon á. Em tự làm hả? À, em tự làm hả? Ốc mà mình lấy ở đâu? Ốc nhồi của Tây. Ốc nhồi Tây xịn đâu anh? Chị không cần. Chị ăn thử đi. Chị mà có quên chị cứ ở trường nữa. Ngon, chị ăn thử mấy cái này nhá. Mấy người hả? Mấy người? Mấy hả? Em cắt đôi chị ăn thử thôi. À, bọn chị có 6 người. À có bao nhiêu mất người, một người về hai người. Nhiều lắm rồi. Đình Hà Hiệp. Xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Đình Hạ Hiệp à? Dòng chảy thời gian Hà Nội, di tích quốc gia đặc biệt. Đình Tường Phiêu, xã Tích Giang, Phúc Thọ. Đình Thèm. Hồ Hoàn Kiếm. Cửa đền Ngọc Sơn. Tháp Rùa. Đặc biệt của cái ở sang bên này là để xem cái con tàu, đầu tàu, cái đầu tàu hơi nước. Mọi người chưa cứ trêu là hen gì. Ga Hà Nội. Và phải đưa vào bảo dưỡng, sửa chữa, khôi phục lại. Hoàn gì hết rồi này.
Nay mà được chị Ai Chắn làm mái chè bao nhiêu năm có phải đỡ không? Rất là lãng phí, quá lãng phí luôn. Đường ống ở dưới mục rỡ hết này. Cái đường ống đứt hết rồi này, không thấy dây dẫn. Kiểu dây điện để thắp sáng vào tối à. Một bốn một bảy, một bốn một một bảy chín. Mình đứng ngược sáng. Hội chợ thủ công nghệ thuật. Hội 9778. Triển lãm ký họa lấp lánh di sản. Vẽ con tàu này, vẽ xưởng. Vẽ xưởng tàu. Công nhân thợ làm. Thợ vẽ. Bơm vá. Cần vành xăm xe. Đầu tàu kia. Thế là các cái bức họa liên quan đến tàu. 2003. Phải miên hay gì? Không phải. Thương miên mà. Thanh Bình. Ký họa trì móng nước. Trời ơi, bây giờ cả một bộ máy như thế này thì chính xác từng mili, từng cái bánh răng luôn, như cả một kỹ sư thiết kế à. Mua tranh liên hệ. Đây là hai tác phẩm, không phải hai tác phẩm Châu và thêm rất là nhiều tác phẩm khác của nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát, Sơn Tây, làng cổ Đường Lâm Sơn Tây, chất là Sơn Tây, làng cổ. Rất nhiều tác phẩm Châu để trên Châu này, Châu to, Châu nhỏ.
bên này thì trâu ở trên lóc mái, còn bên này lại có cả trâu chim trên lóc mái với ốc sên, sư tử, bên kia rất là nhiều ốc sên, vòng tay. Giá cà su 25.000 vuông xếp lốp. Đẹp đấy. Nói chung giảm đây. Thiệp dưới gió, tôi làm bằng dưới gió. Biểu tượng vùng trống Đồng Đông Sơn. Ôi, thế là xong rồi. Sức mạnh cộng đồng. Bên đây là tác phẩm làm từ tre đấy bạn, tre uống tre uống lúa. Ông tre. Chào.
mình lề dề trong này hơi lâu. Mới còn chỗ nào nữa? Phố này còn à? Em ơi, bên trong này là gì em? Có trải nghiệm thực tế ảo. À ừ rồi, ok chị nhìn đi rồi. Đứng ở ngoài kia nhìn đây, ok. Thôi thực tế ảo bỏ qua. Quay TikTok hả chị? Để bọn em đăng ký, bọn em vào xem. Để bọn em đăng ký, bọn em vào xem. Để bọn em đăng ký, bọn em vào xem. Chú vừa đóng cửa mất rồi. Đây vừa quay mấy chị lấy với mấy trẻ là vào trong này xem còn gì không. Nhưng mà họ bảo hết mất rồi, hết khu vực lễ hội rồi, không còn gì. Và thực sự cũng ngại, không muốn đi vào luôn. 6% pin sắp sập nguồn rồi. Bây giờ đi vào xem hội thảo là gì đây. Tọa đàm thực hành nghệ thuật dựa trên đặc thù nơi chốn, một số nghiên cứu trường hợp. Trạm điện 338, chuyển động ngoại biên, triển lãm quá áp. Cạnh TV. À, nghe đi ra đằng này đi vào gì ạ? Em ơi, những cái rơi rụng dưới này có liên quan gì đến triển lãm không? Hay những viên đá này là đều trong chuẩn đấy đây? Tại vì chị xem chị chả hiểu gì. Ô sao mọi người không đi đằng kia, đi ra lại đi ngược lại? À, không có cái gì đấy à? Ôi dồi, sorry, tôi ngon không nhìn cái gì. Nhà phòng máy à? Đây họ đang trưng bày đấy ạ. Người thật sắp đặt gì không hiểu. Cứ đi qua đi em, mọi người đi qua đi ạ. Trời ơi, tránh máy quay của mình à. Không hiểu gì luôn. Về hình mình sẽ chuyển động.
quá áp map room 3-4 cái gì đây, như ta đã đừng từng Hà Nội cộng đi chuyên room 12-1 room 3-4-10 chả hiểu gì luôn. Room có đề tên đâu mà biết. TV cũng đâu có theo cái số cho riêng như ta đã từng nữa. À đấy, cho vườn hoa vì thấy tô chín, một số chín á. Phân xưởng gia công nóng, gia công nóng. Gỗ Minh Long thời trang cho nội thất. Số 2.
kiến trúc nhà máy phà, vẽ lại giấc mơ hiện đại. Khái quát lịch sử công nghiệp hóa. Các bài giới thiệu về lịch sử à? Mình không có thời gian để đọc mấy cái này đâu hả? Kính. Vòng bi ốc. Đây là mô hình nhà máy này. Chỗ này mình vừa ở đây xong mà không biết đường nó thông sang đây. Đi bộ ra ngoài, đi ngược lại, ha ha. Đi nào ra gần hơn. Cái bốt nước kia cô lên được không hay chỉ xem dưới thôi? Cái gì? Cái bốt nước bên kia kìa, cô lên chưa? Không vào trong ấy được. À đã, vâng. Chắc là có một cái phòng trưng bày nào ở dưới. Ôi trời ơi, mỏi chân quá, không muốn lên tí nào. Nghe vẻ không có gì. Dưới góc nhìn sáng tạo. Thôi nha. Bye bye nha, đi ra. Mệt, tàu sắp chạy nơi. Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023 tại nhà máy xe lửa Gia Lâm. Đó, đi mỏi hết cả chân, la cà xem chỗ nào chỗ kia. Chả biết còn sót chỗ nào nữa không. Nhưng bốn nước thì mình vừa quay phía ngoài cho mình xem, còn phía trong nghe im lìm lắm, thôi không vào nữa. Mọi người, mình sẽ kết thúc cái hành trình tham quan nhà máy xe lửa Gia Lâm nha mọi người.